Chuyện lạ, bà Phương Hằng tổ chức tiệc dành cho anti-fan quy mô 1.000 người. Mến chào quý khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối tràn đầy niềm vui. Thưa quý khán giả, trong xã hội này, nếu thấy đúng mà không bảo vệ, thấy sai mà không lên tiếng, thì khác nào vô tâm, vô cảm. Xã hội thì cần có sự đấu tranh thì mới có tiến bộ xã hội. Trong khi bà Phương Hằng đã đấu tranh vạch trần những điều xấu xa của xã hội để cảnh tỉnh nhân dân thì có rất nhiều những thế lực cấu kết bắt tay với nhau để hòng tiêu diệt bà Phương Hằng cho bằng được. Vậy nên bên cạnh hàng triệu người yêu quý tính tình thẳng thắn của bà thì cũng có một số người ghét bà Phương Hằng. Có rất nhiều anti-fan còn kích động đến mức chửi bới, mạt sát bà và gia đình của bà, thậm chí còn bịa đặt vu khống, nói không thành có, đổi trắng thay đen. Nguy hiểm hơn là còn có rất nhiều những người kích động còn dùng cả những vũ khí nhằm ám sát bà Phương Hằng. Liên tục chịu đựng những chỉ trích dù đang dọn rác cho xã hội, chắc chắn là con người bà Phương Hằng sẽ cảm thấy rất đau đớn, buồn tủi. Và chính vì vậy, chúng ta không ít lần bắt gặp nữ CEO khóc trên livestream. Và mới đây nhất trên sóng livestream trưa ngày hôm nay 17 tháng 3, bà đã tuyên bố: "Tôi cảm ơn những người đã cổ vũ tôi trong hơn một năm qua. Đây là động lực cho tôi dọn rác xã hội. Bây giờ tôi cũng sẽ sống tử tế, không chỉ với người nghèo mà còn cả với anti-fan. Tôi sẽ mở một đại tiệc, mời anti-fan đến ăn quy mô 1.000 người. Sau đó sẽ mời từng người lên nói tại sao ghét bà Phương Hằng. Tôi sẵn sàng bỏ chi phí, sẵn sàng test Covid đúng theo luật và cũng sẵn sàng đối chất. Yêu ghét phải có lý do, chứ ghét dùng cảm xúc của mình rồi ép người khác theo cái cảm xúc đó, tôi không chấp nhận." Đồng thời bà cũng tuyên bố, 18 giờ ngày 19 tháng 3 2022, bà sẽ gặp gỡ giao lưu trò chuyện trực tiếp cùng khán giả tại trường đua Đại Nam. Khách mời tham dự của tôi còn có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, anh nông dân, và đặc biệt nhất chính là sự xuất hiện chia sẻ của ông Huỳnh Uy Dũng trước tất cả quý vị. Chủ đề của buổi talk show: giải mã công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Sau buổi talk show này, vào một ngày gần nhất, buổi tiệc cho anti-fan sẽ được tổ chức. Thưa quý vị, chưa biết buổi họp anti-fan sẽ diễn ra như thế nào và có con lương nào dám đến hay không. Nhưng nếu khách quan mà nói, có ghét bà Phương Hằng vì bà ăn nói đôi khi thô thiển, nhưng bà chỉ chửi những ai cần chửi, đụng ai cần đụng. Bà đâu có chửi oan cho ai, đâu có vu khống như một số người trong đám lương, điển hình như Đức Hiển, Hàn Ni, Thám Tử Cao, vợ chồng Lê Minh hay Vibo. Mà ở đời này họ động chạm, vu khống, chụp mũi cho mình thì quý vị có phản kháng lại để tự vệ hay không? Vậy nên chuyện gì cũng có nguyên nhân, không có lửa làm sao có khói, nên chúng tôi hy vọng rằng quý khán giả khi tiếp nhận một thông tin nào đó, hãy suy nghĩ, cân nhắc cho thật kỹ, nếu không sẽ bị dắt mũi như chơi, vì kẻ gian bây giờ họ tinh vi lắm. Và quý khán giả hãy cùng kênh Bản tin Online chờ đón xem buổi họp anti-fan của bà Phương Hằng sẽ diễn ra như thế nào. Và quý vị cũng đừng quên theo dõi kênh Bản tin Online nhé. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới mẻ và thú vị nhất. Liệu rằng có hay không Việt Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn đi cửa sau để người tố cáo lên xin lỗi tẩy trắng cho anh ta? Mến chào quý khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, vào hôm qua, chúng tôi đã đưa tin đến quý khán giả về việc một người đàn ông tên Dũng tố cáo diễn viên Hứa Vĩ Văn quyệt tiền công tu sửa mộ. Thì mới đây, Ban biên tập vừa cập nhật được bài báo tẩy trắng cho Hứa Vĩ Văn. Cụ thể, bài báo trên báo Tuổi Trẻ như sau: người tung clip tố Hứa Vĩ Văn quyệt tiền ngay phần mộ ông bà nam diễn viên đã xin lỗi. Trả lời với báo Tuổi Trẻ Online, người đàn ông này lại thừa nhận đã có sự nhầm lẫn và trách sai nam diễn viên. Người đàn ông này đã gây không ít sóng gió cho nam tài tử màn ảnh Hứa Vĩ Văn, khiến cho nam diễn viên phải đích thân lên tiếng khẳng định rằng anh không quyệt tiền thù lao của người này, và Hứa Vĩ Văn cũng cho hay sẽ cân nhắc nhờ đến pháp luật can thiệp để bảo vệ hình ảnh danh dự của bản thân. Vào ngày hôm qua, một đoạn video clip của người đàn ông tên Dũng chuyên làm công tác chăm sóc mộ phần tại Nghĩa Trang Triều Châu thuộc địa phận huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã đăng đàn tố Hứa Vĩ Văn quyệt tiền đến giờ vẫn không trả. Trong clip, người đàn ông này cho hay được gia đình của nam diễn viên Hứa Vĩ Văn thuê đến trùng tu dọn cỏ cho phần mộ ông bà, nhưng chỉ được ứng trước 400.000 đồng và sau đó không thanh toán số tiền công còn lại là 10 triệu đồng trong suốt 3 năm. Đoạn clip người này tố cáo nam tài tử màn ảnh Việt quyệt tiền ngay tại mộ phần ông bà Hứa Vĩ Văn được quay từ trước Tết Nguyên Đán 2022. Thế nhưng cho tới nay, nó mới được công khai rộng rãi trên cộng đồng mạng.
Mới ngày hôm qua thôi, người đàn ông trong clip còn khẳng định rằng thời điểm nam ca sĩ đến gặp có đi cùng cả mẹ, em và cô. Thế mà sau khi gặp lại, được nhắc về việc trả tiền, nam diễn viên đã dửng dưng, nói em của anh đã mất và anh cũng không biết chuyện này. Nói không trả, không có bằng chứng nên không trả. Thậm chí Hứa Vĩ Văn còn hù dọa người đàn ông này rằng sẽ báo công an. Trong clip, người đàn ông này cũng nói ban đầu cũng sợ sẽ bị trả thù, nhưng sau đó lại không sợ vì bản thân là người đàng hoàng đi chăm sóc mộ vong linh cho ông ngoại của nam diễn viên nên không có lý do gì bị đánh. Hơn hết, trong đoạn clip tố cáo nam ca sĩ diễn viên Hứa Vĩ Văn, người đàn ông này còn khẳng định chắc nịch rằng nếu nói sai một điều gì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy mà hôm nay, người đàn ông làm mộ cho người thân nam diễn viên lại lên tiếng xin lỗi tới Hứa Vĩ Văn rằng tôi đã có hiểu lầm, anh Hứa Vĩ Văn, người em trai của anh ấy đặt mình làm. Lúc cái mộ sập xệ và tôi có đắp cỏ theo yêu cầu, tôi đã nhầm lẫn Hứa Vĩ Văn là em trai anh ấy vì hai anh em giống nhau quá. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới anh Hứa Vĩ Văn. Lúc anh lên thăm mộ, anh niềm nở và còn lì xì cho tôi. Rồi tôi mới hỏi lại về chuyện tiền công đó. Nói chung anh ấy là người tốt, nhưng ở đây có sự nhầm lẫn thôi. Nếu em trai của anh có truyền đạt lại thì mình nghĩ anh Văn sẽ gửi lại cho mình thôi. Ảnh là người đàng hoàng, nhưng có lẽ vì không may qua đời đột ngột nên đã không kịp. Tôi cũng đã nhờ thầy giáo Đồng làm video để tôi xin lỗi anh Hứa Vĩ Văn và mong anh bỏ qua. Người đàn ông tên Dũng chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online. Ngay lập tức, chủ nhân kênh YouTube thầy giáo Đồng cũng gửi lời xin lỗi Hứa Vĩ Văn và đã gỡ toàn bộ những thông tin sai lệch liên quan đến nam diễn viên. Thưa quý vị, vừa rồi là toàn bộ bài viết tẩy trắng cho Hứa Vĩ Văn trên báo Tuổi Trẻ Online. Tuy nhiên, lại có một khúc mắc đáng suy nghĩ ở đây. Tại sao hôm qua người đàn ông tên Dũng này khẳng định một cách chắc nịch rằng Hứa Vĩ Văn là người quỵt tiền, hôm nay lại lên tiếng xin lỗi vì nhầm lẫn giữa Hứa Vĩ Văn và em trai của anh ta? Phải chăng nam tài tử Hứa Vĩ Văn đã lén lút đi cửa sau? Quả thật là khó hiểu. Sau khi người đàn ông này xin lỗi nam diễn viên, Hứa Vĩ Văn cũng đã lên tiếng chia sẻ rằng lúc trước tôi gọi hỏi ban quản lý, họ nói nếu có làm gì về mộ thì phải liên hệ cho họ, cho nên sau này những người không làm việc chính thức ở nghĩa trang thì chúng tôi đâu dám làm. Chuyện cho người giúp dọn cỏ vệ sinh mộ là do em trai tôi đảm nhận, em đã qua đời đột ngột vài năm trước nên tôi không thể kiểm chứng thông tin. Về phần mình, tôi không có bất kỳ một thỏa thuận nào làm việc với anh Dũng. Hôm trước Tết vừa rồi, tôi lên thăm mộ ông bà, anh đó bất ngờ đòi tôi trả tiền dọn mộ. Tôi yêu cầu cung cấp thêm thông tin xác thực thì anh la ối, nạt nộ rồi quay clip bóc phốt tôi ngay tại mộ ông bà. Tôi buồn lắm chứ, tôi đã yêu cầu anh Dũng đến gặp ban quản lý để ba mặt một lời, nhưng ảnh không chịu lên. Giờ anh ấy và YouTuber kia cũng nhận lỗi rồi, tôi cũng muốn mọi việc dừng lại ở đây. Thưa quý vị, hiện tại tuy là mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, thế nhưng sự việc vẫn không thể khiến nhiều người hết thắc mắc, băn khoăn. Phải chăng nam diễn viên Hứa Vĩ Văn đã dùng chiêu trò gì để có thể giải quyết một cách êm đẹp như vậy? Người đàn ông làm mộ phần ông bà của Hứa Vĩ Văn mới hôm qua đã khẳng định mọi việc anh nói trong clip đều là sự thật, thì ngay ngày hôm sau đã lên tiếng xin lỗi. Quả thật nghe cứ như trêu đùa cộng đồng mạng vậy. Còn nói trong đoạn clip rất sợ trả thù. Hơn nữa, người đàn ông kia động cơ gì lại lên phốt Hứa Vĩ Văn? Rõ ràng anh ta nói nhìn Hứa Vĩ Văn ăn mặc lịch thiệp, còn có người đi theo che ô nên cứ nghĩ anh ta uy tín. Vậy mà nay lại bảo nhầm lẫn, thì có đáng tin không quý vị? Hơn nữa, mục đích phốt Hứa Vĩ Văn là gì? Trong khi anh ta chỉ là người đi sửa sang mộ phần, không lẽ phốt lên để người ta biết mà kêu đi làm mộ nhiều hơn à? Quá vô lý! Anh kia cũng không phải là người trong showbiz, không buôn bán hàng online, cũng chả có động cơ gì để dựng chuyện không đâu. Mà nếu dựng chuyện với đám gừng sĩ thì có yên được với họ hay không? Nếu anh kia sai thật, bọn nghệ sĩ đã kéo đến nhà làm rùm beng, kéo công an đến rồi, tặng sách đạo đức nọ kia, chứ ở đó mà chỉ cần một lời xin lỗi là mọi chuyện kết thúc tại đây được. Tối hôm qua Hứa Vĩ Văn cũng đã có video clip giải trình, Hứa Vĩ Văn đã lên giải trình, nhưng cách giải trình nó lạ lắm quý vị. Hứa Vĩ Văn mắt nhìn láo liên và giải thích vòng vo, chốt lại vẫn là không có bằng chứng nên không trả tiền. Vậy quý khán giả, quý vị nghĩ sao về việc liệu rằng Hứa Vĩ Văn có đi cửa sau để người tố cáo lên xin lỗi, tẩy trắng cho anh ta hay không? Quý vị hãy chia sẻ quan điểm của mình với kênh Bản Tin Online nhé!